Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm bữa giờ đó là cũng trên mạng đang hot cái vụ là camping hồ Dầu Tiếng đó các bạn. Là cắm trại bên hồ Dầu Tiếng ha. Thì hôm nay mình quyết định mình đi qua bên đó để mình xem thế nào. Sẵn tiện là tổ chức một cái buổi cắm trại cho những anh em bên công ty cũ nha. Với anh em bên cái chỗ công ty cũ mình làm ha. Thì giờ là mời các bạn đi theo mình nha. Vô gần tới cái bãi camping này. Đây. Các bạn thấy không? Ở dưới bãi cũng có người ta cắm trại rồi. Liều cắm trại lo kéo. Các bạn thông cảm nha, mình vừa chạy xe vừa quay cho nên là nó cũng không có được êm ái lắm ha. Hello các bạn, xin chào các bạn. Thì sau khoảng gần nửa tiếng đồng hồ mình chạy xe thì mình đã đến được cái hồ Dầu Tiếng nha, ngay những cái bãi mà cắm trại đang hot ở trên mạng bây giờ đây. Đó các bạn thấy không? Sẵn ở đây mình sẽ đón hoàng hôn luôn. Có hai anh chị đó đang tắm ở dưới sông. Rất là đẹp nha các bạn. Thì trước mắt là mình tìm ra một cái bãi này thôi, thì cái bãi này cũng dễ tìm lắm các bạn. Còn xa xa ở bên kia nữa các bạn thấy không, là cũng có những nhóm ấy, những nhóm đang cắm trại ở bên đó. Nó có rất nhiều bãi, có nhiều view. Tuốt ở bên này cũng có nữa nè. Nhưng mà cái view này á, có thể là cái view đẹp tại vì mình dòm về cái hướng núi Bà nha các bạn. Giờ là bắt đầu chiều rồi các bạn, tối rồi, 6 giờ rồi. Chắc mình cũng phải xin phép tạm dừng cái video ở đây để mình quay trở về, với tại vì nãy giờ mình thấy là trời chuyển mưa đồ dữ lắm mà các bạn ơi. Nè, sẵn đây quay cho các bạn xem ở trên cái chớp này là chùa bên núi Cậu các bạn. Chùa Thải Sơn. Đúng rồi. Chùa Thải Sơn bên núi Cậu nha. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.